Theo bật mí từ Eric Bailly, không chỉ có anh mà khá nhiều đồng đội khác ở Manchester United đã thay đổi thói quen ăn uống kể từ sau khi anh Bảy trở về nhà. Cảm thấy sau anh Bảy đã đi được 12 năm rồi, nhưng nhìn hình hồi xưa với giờ không khác mấy. Nên Eric Bailly cùng với anh em đã để ý và quyết định đạo theo thực đơn của anh Bảy. Theo Bailly, dù không đạo quá 180%, song nó cũng giúp anh và các đồng đội có được sự khắt khe về khoản ăn uống khoa học hơn. Một trong những ví dụ tiêu biểu là dàn sao của Manchester United thường bỏ lại các món tráng miệng, nhất là những loại bánh ngọt tại căng tin. Ngoài ra, các loại đồ uống có gas cũng bị gạt ra khỏi danh sách lựa chọn của số sao Man United. Mà Eric Bailly ráng hôm nào me chụp lại cái thực đơn của anh Bảy rồi gửi qua Facebook cho anh em đầu bóng thân thương, để anh em của Paparazzi còn tranh thủ ăn uống sao chỉ giống anh Bảy để nhanh có được 6 múi ăn Tết cho nó hoành tráng. Mới đây, João Cancelo đã đăng tải hình ảnh những vết thương trên khuôn mặt của mình sau vụ anh 1-4 tên cướp tại nhà riêng. Kết quả là Cancelo bị bầm tím mắt phải và bị một vết cắt khá lớn phía trên lông mày. João Cancelo cho biết đám đạo chích này bao gồm 4 thành viên đã xông vào nhà và uy hiếp gia đình. Hậu vệ người Bồ Đào Nha quyết tay một mình cân hết sau khi bọn cướp rời đi với toàn bộ số trang sức, tiền mặt và đồng hồ, khiến cho João Cancelo để lại một vết sẹo trên mặt. Không biết kiểu này có cosplay theo phần Ribéry hay không, nhưng rất may mắn chính vì sự liều lĩnh và can đảm mà João Cancelo đã bảo vệ được các thành viên trong gia đình. Thôi thì cổ đi thay người anh ơi. Messi chắc hẳn sẽ rất xúc động khi biết mình có một fan nữ luôn hết mình tìm mọi cách để giúp Leo có những kết quả thật tốt trong năm 2022, cho dù cách đó vô cùng tâm linh. Số là Suzy tiết lộ rằng cô sẽ chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót khe có màu cờ của PSG để thể hiện tình cảm tuyệt vời dành cho số 30. Cá nhân chị Suzy thì hy vọng kế hoạch này sẽ giúp cho Messi và các đồng đội may mắn hơn trong năm mới. Cô mong muốn việc làm này sẽ giúp cho Messi hưng phấn và thăng hoa hơn. Được biết, cô nàng được cho là một fan cuồng của siêu sao Lionel Messi cũng như Barcelona. Suzy thậm chí còn đã mạnh dạn tattoo hình xăm cầu thủ người Argentina gần chỗ ấy của mình và logo của Barcelona lên cái vòng 3 căng mỏng của mình. Hèn chi, Barca ngóc đầu lên không nổi. Một tin vui đã đến với David Beckham khi anh chuẩn bị được Hoàng gia Anh phong tước hiệp sĩ. Theo một số nguồn tin, Beckham có tên trong danh sách giới thiệu chính thức cho buổi lễ phong tước hiệp sĩ sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2022. Đây là một vinh dự với David Beckham, người thứ hai trong danh sách những cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho tam sư mọi thời đại với 115 trận đấu. Càng đáng nói hơn khi nó sẽ khép lại quãng thời gian mòn mỏi chờ đợi danh hiệu cao quý suốt gần một thập kỷ vừa qua của cựu tiền vệ người Anh. Đây chắc chắn sẽ là một cột mốc rất đáng nhớ với cá nhân David Beckham cũng như mọi thành viên còn lại trong gia đình anh. Mới đây, Kortney Hause, hậu vệ của Aston Villa, vừa tiết lộ cơn ác mộng kinh hoàng sẽ đến với mình khi năm anh giang hồ đã cố gắng bắt cóc anh vào ngày lễ tặng quà năm 2018. Ủa, alo, lễ tặng quà bắt cóc ông nội này làm gì? Đem ổng đi tặng. Vào thời điểm đó, hậu vệ 26 tuổi đang chơi cho câu lạc bộ cũ Wolverhampton, do không có tên trong đội hình của Hause đấu với Fulham, Kortney Hause đã quyết định tới Essex để thăm bạn bè và gia đình. Trong lúc trở về nhà một người bạn sau khi mua sắm tại trung tâm thương mại, Kortney Hause đã bị 5 anh giang hồ cao to, hơi hôi một chút, bám theo, trùm đầu, lôi lên xe hơi. Nhưng may thay, đám bạn đi chung với Kortney Hause đã kịp ập vào để giải cứu người anh em. Tôi nhớ rất rõ, có một anh hồi nách nhất la ầm ĩ là tóm lấy nó khi mà cả đám đang lao về phía tôi. May mắn nhờ sức khỏe hơn người, cùng với việc xuyên lướt top nghe Super Idol cho nên là anh chàng hậu vệ cao 1m9 đã một mình cần cả team địch. Và thế là cũng giống như João Cancelo, Kortney Hause vẫn phải nhập viện khi lính trọn một vỏ chai bia đập vào đầu anh từ mấy anh cao to hơi hồi. Kiểu này chắc là có một hiểu nhầm gì to lớn ở đây. Có lẽ là năm anh giang hồ này chỉ muốn xin ân tư của anh, nhưng mà Kortney Hause lại không bé ơi,